Vâng, con QRX 7500 về trong sáng nay thì cũng đã có chủ rồi nha các bác. Thì em que giới thiệu thì những dòng này thì em đã hướng dẫn các bác rồi, cách đấu nối rồi, cổng đường mình kém đường táp thì nó sẽ sáng đèn, đường táp play á. Hay là 4 đồng hồ vô của em nói nha các bác. Vậy rất là đã. Và đây là 6500, tối em sẽ que giới thiệu các bác xem. Em đã đánh rất là lực nha, mạnh mỹ. Chạy 8 sọt sét rất là mới luôn các bạn thấy nha. Đây, độ đẹp của sản phẩm nha. Còn 5500 ngày hôm qua thì em đã lên đường với cặp loa L166 rồi. Rồi. Nhạc thì nhạc em lấy từ con năng tiếng này. Thì con này dùng để nghe nhạc mạng rất là hay nha các bác. Giá 1.900.000 thôi. Con này nó rất thích hợp cho các bác nào mà thích nghe nhạc mạng nha. Giá 1.900.000 hàng chính hãng nha, bảo hành 12 tháng. Đặc trưng dòng này thì hồi bữa em chưa giới thiệu các bác là con này nó có tính năng rất là hay. Là nó có cái cổng ra sub cho bác nha. Các bác cổng ra sub này, phần này là phần chính bên sub nha. Này, nhiều cái âm ly nghe nhạc nó không có cổng út để chia tín hiệu, mà các bác muốn kém thêm con sub thì không có, thì con này nó có nhá, có cổng AV sub này, cổng ba lăng sub này, cân bằng chế độ sub nó có trên này luôn, là volume tăng tiếng sub này, hỗ trợ cho luôn cả con sub luôn. Thế các bác có sub điện thì các bác chỉ cần kém vào, và trên cái con sub điện nó đã có cái volume chỉnh sub lớn nhỏ rồi, nhưng mà trên này nó hỗ trợ cho các bác luôn cả volume chỉnh sub nữa, nên là con này mới gọi là năng tiếng. Cái quan trọng mà bữa em chưa giới thiệu các bác thì dòng năng tiếng này của hãng NET người ta sản xuất ra mà chạy DAC 233 tích hợp cho các bác có quang cổng quang, cổng optical, các bác kém từ TV xuống nha, nghe nhạc mạng tiếng rất là hay, tiếng chép rất là mịn và tơi. Đây là phần chỉnh cho hai driver âm thanh nhạc nha, kênh trái và kênh phải. Đây, em sẽ chỉnh cho các bác cùng nghe luôn nha. Đây là bass này, từng kênh bass và là chép. Đấy, các bác thấy nó xuống chép bass rất là nhiều không? Còn hai cái này là chỉnh clash, rất là hay nha. Nên là con nâng tiếng này nó cho ra tiếng giải bass và giải chép rất là bass check này, chép và mịn. Đấy, hay là bass. Đặc biệt giải chép rất là hay nha, đấy, chép rất là mịn nha. Đấy. Và nó có chế độ cân bằng luôn nha, cân bằng bass này. Đấy. Chế độ xuống 50Hz và 100Hz nha các bác, hai bên số luôn. Các bác thấy bên phần sub không? Nó y như trên một trang bị trên một con sub, nó có chế độ pha C 180 độ luôn này. Đấy, 180 độ. Còn đây là phần cân bằng chúng ta để 12 giờ, còn đây trên volume sub. Còn đây là cái input đầu vào. Em đang sử dụng Bluetooth nha. Còn các bác nào xài cổng quang thì chúng ta bật qua cổng quang, hoặc là sử dụng AV cổng AUX1, AUX2 qua cổng này. Thì con này bên em đang phân phối hàng chính hãng 1.900.000, đã bao gồm phí ship nha các bác. Hàng bảo hành 12 tháng của hãng nha. Rất là hay. Chỉ có 1.900.000 thôi nhưng các bác được rất là nhiều. Thứ nhất là nó cải thiện âm thanh từ nhạc mạng xuống. Và thứ hai là trưng bày rất là đẹp, các bác có thể phối ghép nó size 42 nha. Nên là phối ghép rất là dễ với những con ly đền nông, lúc man, mạch vàng hoặc là những con receiver như thế này. Con này thì chiều nó lên đường nha. Các bác nhớ theo dõi kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký để luôn được cập nhật những video mới nhất.